người ta thường hay nói một trong những cái dược đắt nhất đó là giường bệnh. Vậy thì có bao nhiêu bạn mong muốn mình sở hữu cái giường bệnh đó? À, như bản thân Uyển, Uyển không muốn đâu. Và bây giờ Uyển sẽ giúp cho các bạn làm sao để đừng đưa mình đến những cái giường bệnh đó. Một là các bạn hãy nhớ rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đừng bao giờ trao cho ai một cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất mà bạn dễ dàng trao đó là bạn hay đánh đập côn trùng. Cái bệnh thứ hai mà bản thân Uyển cũng thường gặp đó là thức khuya. Và không phải mình Uyển đâu, con Uyển cũng vậy. Bản thân con Uyển thường hay thức khuya để lao vào việc học hành. Cho đến một lúc con Uyển chia sẻ: mẹ ơi, con bị đau quá. Vậy thì có phải việc học hành dẫn đến cho cái đau của con Uyển không? Không, bản thân Uyển cũng đã từng trải qua. Uyển mãi mê với cái công việc của mình cho đến một lúc Uyển cũng bị đau. Và cái đau này nó làm cho Uyển sực nhớ rằng Uyển cũng có những thói quen giống như con mình là thức khuya. Vậy thì ngược lại với là thức khuya là gì? Nếu như các bạn biết rằng ngược lại với thức khuya là hãy dậy sớm, thì chính cái hành động mà các bạn dậy sớm sẽ giúp cho các bạn không đến gần với cái giường bệnh đắt giá đó. Trong cuộc sống của chúng ta có những thói quen mà chúng ta tưởng rằng nó không ảnh hưởng, nhưng thực ra nó lại ảnh hưởng rất lớn. Vậy điều gì chúng ta cần phải xem ở mỗi một cuộc sống, mỗi một hành động, mỗi một lời nói, thậm chí suy nghĩ của mình? Hãy tự tạo cho mình một cái giường hạnh phúc và đừng bao giờ chọn lấy cái giường đắt giá đó. Nhớ nhé.